Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc 7 bệnh nhân chạy thận tử vong do sốc phản vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, suốt từ đêm qua cho tới thời điểm này, các đồng chí lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo ngành y tế và tỉnh Hòa Bình liên tiếp có mặt tại Hòa Bình cũng như tại các bệnh viện, làm việc với các cơ quan chuyên môn, triển khai nhanh các giải pháp cần thiết, đồng thời thăm hỏi động viên những gia đình có bệnh nhân đã tử vong. Các bệnh nhân đang tiếp tục điều trị. Tại cuộc họp khẩn tối qua tại tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Bệnh viện Bạch Mai tập trung huy động mọi nguồn lực để cứu chữa người bệnh, ổn định tâm lý bệnh nhân, thân nhân người bệnh, kể cả tâm lý cán bộ y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình bố trí phương tiện đưa bệnh nhân đi cấp cứu và điều trị tại khoa hồi sức tích cực về tuyến trung ương để tiếp tục điều trị. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai xem xét tình hình và thăm hỏi bệnh nhân, chỉ đạo tăng cường bệnh viện và các nhân viên y tế tập trung hết sức lực cứu chữa người bệnh. 9 giờ sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Công an, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm tới gia đình bệnh nhân đã tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình khẳng định đây là tai biến y khoa hết sức nghiêm trọng. Kết quả giám định cuối cùng sẽ chờ ở cơ quan chuyên môn. Trưa nay, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân 7 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị sốc phản vệ dẫn tới tử vong. Trước khi xảy ra sự cố biến chứng sau chạy thận nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã có khoảng 130 bệnh nhân chạy thận thường xuyên. Trong số 18 trường hợp gặp sự cố biến chứng, ngoài 7 bệnh nhân tử vong và 1 bệnh nhân nặng đang được giữ lại điều trị tại Bệnh viện Hòa Bình, thì đêm qua 10 bệnh nhân đã được chuyển xuống cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, phương án xử trí phân tuyến điều trị đối với các bệnh nhân còn lại được tổ chức theo kế hoạch như sau. Để đảm bảo an toàn trong công tác điều trị, hiện Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị y tế điều tiết phân luồng số bệnh nhân còn lại như sau. 30 bệnh nhân lên Bệnh viện thành phố Hòa Bình, khoảng 100 bệnh nhân còn lại được chuyển xuống Hà Nội tiếp tục điều trị. Sở Y tế Hà Nội dự kiến tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân vào Bệnh viện Thận Hà Nội. Các bệnh nhân này sau khi sàng lọc sẽ phân loại, chia ra điều trị tại các viện có khoa chạy thận hạng 1 của Hà Nội, gồm Bệnh viện Thận Hà Nội, Bệnh viện Hoài Nhai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Trong tổng số khoảng 50 bệnh nhân dự kiến được hỗ trợ điều trị tại các tuyến y tế của Hà Nội, thì trưa nay 20 bệnh nhân đầu tiên chạy thận theo chu kỳ ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã được Bệnh viện Thận Hà Nội tiếp nhận, khám, sàng lọc và chăm sóc. Bệnh viện Thận Hà Nội đã bố trí đầy đủ 4 phòng khám và khu tiếp đón người bệnh thuận tiện nhất. Bệnh viện Thận chúng tôi cũng là một trong cơ sở cùng Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng tiếp đón hàng trăm cái bệnh nhân ở Hòa Bình chuyển về Hà Nội với cái điều kiện là đảm bảo khám, sàng lọc, cấp cứu, lọc máu, quản lý cái bệnh nhân nội trú và nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ phân bổ bớt cho các tuyến để giảm tải cho các bệnh viện trung ương và Bệnh viện Thận Hà Nội. Làm sao mà đảm bảo cái chất lượng điều trị tiếp theo cho các cái bệnh nhân ở Hòa Bình được tốt nhất. Mặc dù Bệnh viện Thận Hà Nội thường xuyên điều trị chạy thận cho 450 bệnh nhân, nhưng Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị bố trí hợp lý khu khám bệnh và buồng bệnh lọc máu theo chu kỳ để tránh quá tải bệnh nhân và tất cả các bệnh nhân đều được khám điều trị được tốt nhất. Chúng tôi cũng yêu cầu là Bệnh viện Thận Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện tỉnh Hòa Bình để tiếp nhận các thông tin qua quá trình điều trị của bệnh nhân từ Bệnh viện Hòa Bình để chuyển tiếp và điều trị đảm bảo cái an toàn nhất và hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Và thứ ba là yêu cầu bệnh viện chuẩn bị các điều kiện về chỗ ăn, chỗ nghỉ. Bởi vì là bệnh viện nhân này hầu như là ở xa, cho nên chỗ ăn, chỗ nghỉ ngay tại bệnh viện. Hoặc là nếu cần thiết thì phải bố trí bên ngoài để cho bệnh nhân yên tâm nằm điều trị trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Và thứ tư chúng tôi cũng yêu cầu là bệnh viện phải phối hợp với các cơ quan như là bảo hiểm và các cơ quan để đảm bảo cái quyền lợi của người bệnh trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Hiện nay, phóng viên Ánh Nguyệt đang có mặt tại Bệnh viện Thận Hà Nội sẽ cho chúng ta biết thêm những thông tin về 20 bệnh nhân được điều trị tại đây. Xin chào anh Duy Anh, xin chào quý vị khán giả. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại phòng nội trú của Bệnh viện Thận Hà Nội. Ở đây thì là nơi mà có những bệnh nhân đã được chuyển từ tỉnh Hòa Bình xuống. Và đến giờ phút này thì chúng ta có thể yên tâm rằng 20 bệnh nhân được chuyển từ Hòa Bình xuống Bệnh viện Thận Hà Nội thì đã được khám lâm sàng và đã tiến hành chạy thận. Tình hình cũng đã bắt đầu ổn định. Dạ, xin chào anh ạ. Thưa anh là hôm nay thì bây giờ sức khỏe của anh thế nào ạ? Sau khi được các bác sĩ khám và được cho đi lọc máu, bây giờ cảm thấy cũng được khỏe hơn như
lúc đầu thì xuống đây. Hôm nay anh xuống đây thì anh có được khám luôn không hay phải chờ ạ? Xuống thì được các bác sĩ đây đón tiếp thật nhiệt tình mà khám thủ tục khám xong để cho đi lọc máu thì rất tốt. Đi gấp như thế này thì việc ăn ở của mình ở bệnh viện có khó khăn không anh? Thì xuống đến đây thì đến bữa trưa thì chúng tôi cũng rất là cảm động thì được các bác sĩ và các đấy lo cho ăn ở được đàng hoàng. Xin cảm ơn anh và chúc anh sẽ mau chóng khỏe bệnh. Thưa quý vị, là ngay sau khi sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình thì với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội thì ngành y tế thủ đô đã nhanh chóng triển khai những phương án để có thể hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân ở tỉnh Hòa Bình xuống. Và đặc biệt là trong đó thì phải nói đến sự tận tâm của các y bác sĩ tại Bệnh viện Tân Hà Nội. Và đứng cạnh tôi đây là thạc sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa thận nhân tạo của Bệnh viện Thận Hà Nội. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ có thể thông tin thêm cho khán giả được biết là tình hình hiện nay của 20 bệnh nhân được chuyển từ Hòa Bình xuống ạ? Vâng, vào 11 giờ trưa nay thì Bệnh viện Hà Nội có tiếp nhận 20 bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chuyển xuống Bệnh viện Thận. Thì chúng tôi cũng ổn định tư tưởng bệnh nhân và khám lâm sàng, xét nghiệm lâm sàng cơ bản và sau đó cho tiến hành bệnh nhân lọc máu. Thì vừa kết thúc ca lọc máu thì trong lọc bệnh nhân rất ổn định, không có tai biến biến chứng gì và sau lọc máu thì bệnh nhân cũng rất ổn định về tư tưởng và có 11 bệnh nhân ở lại điều trị nội trú và 9 bệnh nhân thì xin về bệnh viện tỉnh Hòa Bình luôn. Thưa bác sĩ, là chúng tôi được biết là trong ngày mai thì bệnh viện cũng sẽ tiếp nhận thêm 20 trường hợp nữa từ Hòa Bình xuống. Vậy thì hiện nay tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã triển khai những phương án để có thể hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân chưa? Vâng, ngay từ tối hôm qua và sáng nay thì đồng chí giám đốc bệnh viện đã triệu tập tất cả các đầu mối khoa phòng về chuẩn bị các nhân lực, máy móc, trang thiết bị, từ tiêu hao thuốc, dịch truyền để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chuyển xuống Bệnh viện Thận Hà Nội điều trị. Tôi được biết là hiện nay thì bệnh viện cũng đang tiến hành lọc thận cho 450 bệnh nhân. Vậy thì cái việc mà cùng một lúc chúng ta tiếp nhận những bệnh hơn gần 40 bệnh nhân ở tỉnh Hòa Bình xuống thì có gây áp lực cho bệnh viện không ạ? Vâng, nhân viên Bệnh viện Thận thì sẵn sàng chia sẻ khó khăn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xuống điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Và bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ đang điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội cũng sẵn sàng chia sẻ và họ sẵn sàng xuống K4, bởi vì chúng tôi bình thường lọc 3 ca thì bệnh nhân cũng sẵn sàng xuống K4 để cho bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chạy K2 để thuận lợi cho bệnh nhân đi lại. Rất cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là hôm nay thì những bệnh nhân lưu trú lại tại Bệnh viện Thận Hà Nội thì cũng sẽ được bệnh viện cấp những suất ăn miễn phí. Và với cái sự trợ giúp của các bệnh viện tuyến trung ương và Bệnh viện Hà Nội thì có thể nói là tình hình của các bệnh nhân chuyển từ tỉnh Hòa Bình xuống đã sớm ổn định. Và những thông tin về sự việc này sẽ còn tiếp tục được chúng tôi thông tin trong các bản tin thời sự khác trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin trở lại với trường quay ạ. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý vị, rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm trước sự việc nghiêm trọng này. Trong khi chờ cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ nguyên nhân tai biến hy hữu trên, thì việc cấp cứu cho các bệnh nhân bị ảnh hưởng sốc phản vệ, cũng như chăm sóc khám, điều trị cho 120 bệnh nhân còn lại là việc làm vô cùng cần thiết. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cũng vừa có cuộc trao đổi với lãnh đạo Bộ Y tế về nội dung này. Tôi cho rằng là những bài học kinh nghiệm hết sức là đắt giá để mà vì hiện nay phải nói rằng về cái quy trình lọc thận, chạy thận nhân tạo thì không phải là chỉ ở tuyến trung ương, tuyến tỉnh đâu mà chúng tôi cũng đã triển khai đến các tuyến huyện vì cái đối tượng bệnh nhân này của chúng ta cũng rất nhiều để làm sao trong cái thời gian tới không bao giờ xảy ra những cái trường hợp giống như thế này. Còn mà khi mà chạy thận nhân tạo cũng có những cái trường hợp tử vong nhưng mà người ta chỉ là tử vong lẻ tẻ thôi chứ là ít trường hợp mà xảy ra những cái sự cố hữu. Ý thức được rất rõ nhưng mà sự cố y khoa thì vẫn rình rập và là thường xuyên là xảy ra ở tất cả các nước ở trên thế giới. Nhưng mà dù gì đi nữa thì chúng ta cũng phải làm tới mức tối đa để cố gắng làm sao mà hạn chế, giảm thiểu tới mức tối đa những cái trường hợp mà nó gây ra những cái sự cố mà vô cùng là đáng tiếc như vừa rồi. Hiện Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Hòa Bình thành lập hội đồng chuyên môn để xác định có hay không sai sót chuyên môn. Chúng tôi sẽ phản ánh diễn biến của quá trình điều trị cho các bệnh nhân chạy thận của tỉnh Hòa Bình trong các chương trình thời sự sau.